Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trang ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Gieo nhân gì để được sanh về cõi trời, có Phật Pháp và gặp Bồ Tát Di Lặc khi người thị hiện ở cõi Ta Bà, thành Phật Chánh Đẳng Giác, được nghe Ngài thuyết Pháp, được gia nhập tăng đoàn của Ngài, tu tập chứng thánh, ngộ Niết Bàn? Để mà sinh về cõi trời, chờ đến trong tương lai có Phật Metta Di Lặc ra đời để tu tập, thì cái điều này cũng có thể thành tựu được khi mà mình phải tạo những cái phước thiện, tức là mình phải tạo những cái pháp như là những cái pháp ba la mật ấy, khi phải tích cực bố thí những cái tài sản ở bên trong bên ngoài đó, và khi bố thí thì luôn luôn phát nguyện là nhờ cái hạnh bố thí này mong rằng tôi sẽ sinh về cõi thiên giới và trong tương lai sẽ gặp được chánh pháp, sẽ gặp được giáo pháp của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai, Đức Phật Metta trong tương lai, và cầu mong tôi sẽ giác ngộ trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Metta đó. Khi những cái lời phát nguyện ấy nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, cộng với những cái thiện nghiệp, những cái ba la mật, những công đức mà mình đã tạo tác vun bồi, nếu nó tương ứng, nó tương xứng thì nó sẽ thành tựu. Vậy thì mình phải tạo những cái ba la mật về bố thí, về giữ giới, mình phải thọ trì giới ở mức độ cao, và sau đó mình ước nguyện như vậy, phát nguyện như vậy, cầu mong cho sau cõi đời này tôi sẽ sinh về cõi thiên giới để gặp Phật Di Lặc và sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Ngài. Vì ấy phải tạo cái ba la mật về bố thí ba la mật, thì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, thì cũng phải có cái ba la mật về xuất ni. Xuất gia đây thì nó có hai nghĩa, một là mình đi xuất gia trở thành vị tỳ kheo tăng ni, hoặc là vị ấy không sống đời xuất gia nhưng phải sống đời xuất ni. Xuất ni có nghĩa là mình phải sống độc cư và không hưởng thụ ngũ dục, tức là mình phải thực hành giới định tuệ. Vậy thì mình tối thiểu nhất là mình phải thực hành thiền chỉ thiền quán, tức là phải thực hành giới định tuệ miên mật suốt cái cuộc đời còn lại này, và mình nguyện cái điều đó như trên đó, rồi trí tuệ ba la mật, cái thực hành pháp văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đó, rồi vị ấy phát triển cái tinh tấn ba la mật, rồi cái kham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, từ tâm ba la mật, hành thiền tâm từ, xả tâm ba la mật, tức là 10 cái pháp để vun bồi. Thì những cái ba la mật ấy mình phải cố gắng thực hành ở những cái mức độ cao nhất có thể, và khi thực hành bất cứ một cái pháp nào cũng phát nguyện như vậy, cũng nguyện như vậy để cho những cái ba la mật ấy nó được thâm sâu, nó được mạnh mẽ, cùng với những cái lời phát nguyện thâm sâu mạnh mẽ, thì cả hai pháp ấy nó tương đồng, nó đều đồng đều ấy, thì có thể nó sẽ thành tựu, và cái việc sinh về cõi trời thì rất là dễ. Nhưng mà để mà giác ngộ được ở trong giáo pháp của một vị Phật ấy, thì đòi hỏi mình phải có ba la mật, nhất là ba la mật về hành thiền chỉ quán, nó thành tựu, nó phải tương đối mạnh nữa thì tương lai mình mới giác ngộ được. Chứ còn gặp một vị Phật có thể không khó, gặp giáo pháp của một vị Phật cũng có thể không khó, nhưng để giác ngộ, để giải thoát được trong cái giáo pháp đấy thì không phải dễ. Như bây giờ cũng vậy, rất nhiều người gặp giáo pháp, gặp Phật rất nhiều, nhưng có phải ai giác ngộ được đâu. Giác ngộ được đòi hỏi phải đầy đủ các ba la mật ấy, nhất là những cái ba la mật về giới định tuệ là phải rất là mạnh. Vậy thì muốn thành tựu được thì tốt nhất là hãy nỗ lực hành thiền, thiền chỉ và thiền quán trong suốt cái kiếp này, rồi nguyện cái điều đó thì có thể sẽ thành tựu. Nếu như mình thành tựu được thiền định, sinh về cõi Phạm Thiên mà chờ gặp Phật Di Lặc thì sẽ dễ dễ dàng hơn. Còn sinh về cõi trời dục giới, có thể lúc đấy mình bị đắm nhiễm vào những cái tham dục, và cái sự giác ngộ nó khó hơn. Còn về Phạm Thiên thì cái ni dục nó cao hơn, rồi mình giác ngộ sẽ dễ dàng hơn. Nên cứ nỗ lực hành thiền đi thì cái lời ước nguyện đấy có thể nó sẽ thành tựu cao. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trang ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Nếu một vị không thể tu thiền định được, thì có phương pháp nào để vị ấy tăng trí huệ, đoạn diệt tham sân si không ạ? Con xin tri ân sư ạ.
Nếu một vị mà thực hành thiền tuệ trong một thời gian mà nó không thành tựu thì thực hành thiền quán thì bắt đầu vị ấy có thể thành tựu thực hành thiền tứ đại trước. Đó là vị ấy hãy thực hành những cái pháp thiền tứ đại. Cái thiền tứ đại thì luôn luôn có cái sự phân tích, và vị nếu như thành tựu được cái thiền tứ đại đấy, vị ấy sẽ phân tích ra được danh sắc như pháp chân đế và đi thẳng vào tuệ quán, đi thẳng vào minh sát trí thì sẽ đi đến giác ngộ, đoạn trừ được tham sân si. Còn vị ấy mà thành tựu được thiền định thì cuối cùng cũng sẽ chuyển sang lấy cái thiền định đấy làm nền tảng để phát triển thiền quán, nhưng mà để cuối cùng cái con đường để đoạn trừ được phiền não tham sân si vẫn chính là cái trí tuệ, cái chi kiến, giác ngộ ấy nó mới đoạn trừ được. Thì thành hành thiền định không được thì chuyển sang hành thiền tuệ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh Santachari ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con học A Tỳ Đàm và biết được có 5 tầng tâm: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm đạo quả, tâm siêu thế. Và phàm phu muốn vào dòng thánh nhập dòng thì tối thiểu phải chứng đắc tầng sơ thiền của tâm đạo quả thì không phải tái sinh vào kiếp thứ 8. Con đã và đang thực hành thiền định Samadhi. Trong khi trao đổi giáo pháp với các bạn đồng tu, có một số người nói rằng chỉ cần chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền của tâm sắc giới, như vậy là sẽ làm chư thiên sau khi chết. Theo con thì quan điểm này chưa đúng. Với giáo lý ít ỏi mà con có được thì nghiệp cận tử, bút cận tử của người ấy mới quyết định sẽ sanh về cõi nào. Nếu họ chết trong lúc tỉnh táo, nhập được định thì mới sanh thiên. Nếu không thì đọa vào các cõi ác xứ. Nếu sanh thiên vào các tầng cảnh giới chư thiên thấp, kém phước, có thân và không có tâm, mà hưởng dục lạc hết thọ mạng, vẫn xuống làm người hoặc súc sanh. Một số chư thiên phải xin phước của loài người, vì vậy chỉ có người mới dễ vun vồi được ba la mật nhất. Con luôn nguyện cho nếu kiếp này chưa chọn đạo và chứng đạt thì xin nguyện được tiếp tục làm người đầy đủ 5 căn trí tuệ, được làm thân nam, được theo chánh pháp và luôn được gặp minh sư, bạn thiện hữu vào những kiếp sau. Tu hành tiếp tục đến khi nào chấm dứt sanh tử, luân hồi thì thôi, hoặc nhập dòng. Như vậy thì lời nguyện của con có lên không ạ? Con kính mong sư chỉ dạy, con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi mình học nó khi mình để học một cách nó chưa có rốt ráo, mà nó hay sinh ra những suy diễn, những sự mông lung. Nên học cái gì để cho nó rõ ràng chi tiết đấy, như là cái độ tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có cái tâm hiệp thế, có tâm siêu thế, thì mình ở cái tâm nào thì sau này mình sẽ sinh về đúng cái cõi đó. Nếu như mà vì khi mà mình làm những cái thiện nghiệp ở cái thì nó cũng sinh lên những cái tâm thiện dục giới, khi mà mình làm những cái ác nghiệp thì nó sinh lên những cái tâm bất thiện cũng thuộc về dục giới. Thì những cái nghiệp đấy thì nó tích lũy lại, nó trở thành là những cái thường nghiệp hoặc là cái trọng nghiệp, hoặc là cái cận tử nghiệp, nó có nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Và khi mà mình chết, một cái người chết có thể chết với một cái nghiệp tích lũy thông thường hàng ngày, cũng có thể sẽ chết với một cái trọng nghiệp nếu như mình tạo một cái thiện nghiệp rất lớn, hoặc là những ác nghiệp rất lớn, hoặc là cái cận tử nghiệp nếu như cái thời điểm cận tử đấy mình tạo ra một cái nghiệp gì đó nó mạnh mẽ thì mình sẽ chết với cái cận tử nghiệp đó. Còn những cái thường nghiệp này nó cũng sẽ để lại, khi mình tạo một cái nghiệp gì đó nó cũng sẽ để lại một cái nghiệp hữu, nghiệp hữu. Cho nên là một cái người mà chết bất đắc kỳ tử, có khi người ta sẽ đã có những cái nghiệp nó hiện hữu từ sẵn đấy rồi, người ta bắt vào, chứ không phải là cái tâm nó khởi lên ở cái thời điểm cận tử đó nó mới quyết định. Ở cái thời điểm cận tử đúng là cái tâm của mình nó sẽ hướng đến những cái nghiệp mà mình đã làm, nghiệp nào mạnh thì nó sẽ hướng đến. Nên là mình không cứ ngồi đấy mà chờ cái tâm mà cận tử, mà mình phải tích lũy những cái nghiệp đó ngay khi mình còn trẻ, còn còn có thể tạo ra được những cái thiện nghiệp thì mình cứ đừng cứ tạo thiện nghiệp, chứ mình đừng có cái suy nghĩ bi quan rằng ta tạo thiện nghiệp đây nhưng mà chắc gì chết nó đã bắt vào cái thiện nghiệp này. Mình cứ suy nghĩ như vậy là mình sẽ cái tâm hoài nghi, cái tâm hoang mang đó mới nguy hiểm, nó sẽ làm cho mình không tích cực tạo những cái thiện nghiệp ở trong hiện tại.
mà cứ chờ đến cận tử rồi mới tạo nghiệp. Thì cái điều đó là một cái sự chủ quan và một cái sự ngu si không có tốt. Và giờ mình cứ phải tin là vì mình tạo những cái thiện nghiệp này, nó tích lũy thành những cái nghiệp nó nhỏ, nhưng mà dần dần nó tạo thành cái nghiệp lớn. Và lúc chết, nếu như mình có cái ước nguyện gì, cái phát nguyện gì nó mạnh mẽ, sâu sắc, lúc chết mình vẫn chợt nhớ lại được, và mình sẽ chết với cái tâm đó, với cái nghiệp đó được, chứ không phải không. Còn vẫn nhất là với những người thực hành những pháp thiền, khi thành tựu được những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì nó đã thuộc về cực trọng nghiệp của cái thiện nghiệp rồi. Nhưng mà thành tựu những cái pháp thiền đó nó rất là mạnh, cái tâm thiền nó rất là mạnh, cho nên đến lúc chết người ta rất dễ dàng. Nếu như người ta quyết tâm sinh về phạm thiên, người ta sẽ an trú ở cái pháp thiền đó một cách miên mật, thường xuyên. Và những cái pháp thiền đấy nó để lại cái nghiệp rất là mạnh mẽ, và người ta sẽ trú được ở trong cái pháp thiền đó và sinh về cõi phạm thiên được. Chứ không nghĩ rằng mình quá là bi quan, mình cho rằng là hành chứng thiền đấy nhưng mà chắc gì chết đã bắt được vào cái pháp thiền đó. Nghĩ như vậy thì là mình sẽ không tích cực trong sự tích lũy thực hành những cái thiện nghiệp, những cái thiện pháp. Thì đó, cái suy nghĩ đấy là một sự nguy hiểm, cần phải bỏ đi. Và mình phải suy nghĩ tích cực là luôn luôn trau dồi, nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp từng giờ từng phút. Đừng nghĩ là đến lúc cận tử mình sẽ bắt vào cái nghiệp gì, mà nó sẽ bắt vào cái nghiệp mình đang tích lũy hàng ngày này. Còn để mà tu tập thì ở cái cõi nào, những cái cõi thiện càng cao thì cái sự tu tập càng dễ hơn là cái cõi thấp. Vì cái cõi thấp cái ác pháp nó nhiều hơn, những cái thiện pháp nó ít hơn. Cái cõi người thì nó dễ tạo ra công đức, nhưng nó cũng dễ tạo ra những cái tội lỗi. Cõi người, tại vì các vị Bồ Tát thì thường là hay tái sinh lại cõi người nhiều, tránh những cái cõi như là cõi vô tưởng, cõi vô sắc. Bởi vì những cái cõi đấy, cái tuổi thọ quá dài, và không có thời gian tích lũy các ba la mật. Thôi cho nên là tránh các vị Bồ Tát thì thường hay tránh những cái cõi đó. Chứ các vị Bồ Tát vẫn sinh về những cõi thiên giới, như là cõi chư thiên dục giới, cõi đau lợi thiên, cõi đấu suất thiên, là các vị Bồ Tát cũng sinh về đấy rất nhiều. Và cả các cõi vô sắc giới, các vị Bồ Tát cũng vẫn thường xuyên về sinh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì có các cõi vô sắc thì không sinh về vì nó khó tạo ra các ba la mật thôi. Còn nếu như với một người mà suy nghĩ rằng mình chỉ cần mong chứng ngộ Niết Bàn, mình không phải là vì thực hành Bồ Tát đạo, thì vị ấy dù sinh về cõi thiên giới, vị ấy vẫn thực hành được, thậm chí còn dễ dàng hơn ở cõi người, vì ở cái cõi đó ít những cái ác pháp hơn. Và dễ có những cái bậc thiện tri thức nhiều hơn là cõi người. Có những người để mà gặp được những bậc thiện tri thức khó, gặp được giáo pháp khó, và có được cái thuận duyên để thực hành giáo pháp rất khó. Cõi người không phải là dễ tu tập. Hoặc là sinh về cõi phạm thiên mà mình có cái nguyện tu tập ấy, thì còn dễ dàng hơn nữa. Thì những cái cõi phạm thiên, cái phiền não rất là ít, cái trí tuệ rất là mạnh, cho nên là khi gặp được giáo pháp tu tập nó dễ giác ngộ hơn rất là nhiều. Nên là một cái người ta càng sinh về cái cõi cao hơn thì cái sự tu tập nó càng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Là những cái cõi thấp như cõi người thì sinh về đó cũng, nếu như mình chưa phải là một vị Bồ Tát thành tựu ấy, ngay trong hiện tại đây mình đang mang thân người đây, mình đang tập Phật pháp đây, mình đã nỗ lực hành hết khả năng mình chưa, thử xem là cái tâm nó hướng về tham dục hưởng thụ với dục nào, với lại cái tâm mà nó muốn ly dục, nó muốn tham dục, nên cái tâm nào nó mạnh hơn. Đấy là ở kiếp hiện tại này gặp Phật pháp đó mà mình còn chưa chắc đã từ bỏ được những cái tham dục ở đời để mà tu giải thoát ấy. Huống chi là tương lai sinh lại làm người, cái vô minh nó còn mạnh hơn, cái tham ái còn mạnh hơn, chấp thủ nó còn mạnh hơn, và cái lúc đấy cái duyên gặp Phật pháp nó còn mơ hồ hơn, còn khó khăn hơn, chưa chắc gì mình đã nhớ lại được một chút gì về pháp, chưa chắc gì mình đã khởi lên được một cái tư tưởng gì về cái thiện pháp tu tập, mà có khi mình lại đắm chìm vào những cái ác pháp để mà đi đến đọa xứ lâu dài thì có, thì cái khả năng đấy còn cao hơn ấy. Để mà gặp được Phật pháp mà tu đến giác ngộ thì cái cơ hội đấy nó mong manh hơn rất nhiều.
Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tùng. Con xin đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Giáo lý của đạo Phật hiện nay có phương pháp nào để giáo dục cho trẻ nhỏ không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Phương pháp giáo dục trẻ nhỏ có, tất cả những cái pháp của Phật thì cũng đều có thể giáo dục được, những cái mọi lứa tuổi đều giáo dục được như thời Đức Phật mà. Những cái vị sa di 7 tuổi chứng A-la-hán là chuyện thường rất nhiều và rất nhiều. Nên đừng có coi thường một sa di nhỏ. Vị sa di nhỏ có thể trở thành một vị A-la-hán. Mà bất kính một vị A-la-hán coi chừng đọa xuống địa ngục sâu. Nên là mọi cái giáo pháp của Phật đều vẫn có thể phù hợp với cả những cái vị nhỏ tuổi được. Như là nếu là như nhỏ quá thì cho học những cái pháp rất căn bản về nhân quả, về giới, tránh xa những tội lỗi, giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì thập thiện, những cái pháp thập thiện sa di nhỏ vẫn thành được. Rồi những cái vị nhỏ tuổi, những cái đứa trẻ nhỏ tuổi, nếu như nó có trí tuệ, nó vẫn hiểu được những cái pháp thâm sâu, những cái pháp về tất cả những cái pháp thâm sâu, về các cái sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ, về sự chấm dứt khổ, về bát chánh đạo. Vậy thì tất cả những giáo pháp của Phật đều có thể giáo hóa, đều có thể giảng dạy cho trẻ nhỏ được, chứ không phải là không dạy được. Pháp gì cũng dạy cho trẻ em được hết. Nên nếu mà mình có trẻ nhỏ cứ hướng cho học Phật pháp càng sớm càng tốt. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Cơ Sơ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con đọc trong cuốn Minh Sát Tu Tập của Thiền sư Achanaev viết về Limitta như sau. Limitta hai tướng xuất hiện trong khi hành thiền, như chớp sáng và các ảo giác khác, cũng là những phiền não. Chúng kéo bạn ra khỏi sát na hiện tại. Limitta không phải là minh sát, nó chỉ cho thấy là hành giả có quá nhiều định. Tương tự, một cảm giác lâng lâng, dễ chịu cũng chỉ cho thấy là ta đang định tâm quá mức. Trong phương pháp tu tập thiền quán của sư, khi xuất định và chuyển sang quan sát thì có thể dùng limitta để quan sát không ạ? Và với trích dẫn của đoạn trên, sư giảng giải giúp con để con thông tỏ với ạ. Con xin tri ân sư ạ. Limitta thì khi mình định, khi mà mình đã đắc định trên bất cứ một cái pháp thiền nào, nó cũng sẽ đều xuất hiện limitta. Mà cái limitta thì cái lúc mà nó xuất hiện, cái tướng ấy, thì nó có hai cái đối tượng của cái tướng ấy. Một là cái ánh sáng do tâm sinh, tức là cái limitta, cái ánh sáng nó xuất hiện do cái ý thức của mình, cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh. Còn hai là cái limitta nó xuất hiện ra từ cái đối tượng của cái tâm thiền đó. Ví dụ như mình hành thiền hơi thở thì nó xuất hiện cái ánh sáng của cái hơi thở. Hơi thở nó cũng là sắc do tâm sinh, nhưng mà nó là hai đối tượng khác nhau. Rồi cái ánh sáng của cái hơi thở đó nó cũng gọi là tự tướng, gọi là nimitta, là tự tướng. Nhưng khi chuyển sang thiền quán rồi, mình quán một cái đối tượng thì là danh hay là sắc, thì lúc đấy mình xuất ra khỏi cái tầng thiền đó và mình quán, thì cái lúc đấy cái tâm của mình nó cũng rất là sáng. Thì cái lúc đấy cái nimitta đấy nó không phải là cái tự tướng của hơi thở nữa, mà nó là do cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó sáng lên. Cho nên là mình thấy cái sắc đó, cho nên là mình thấy cái danh đó, mình thấy những cái đặc tính, những cái sự thể hiện của những cái pháp chân đế đó, là danh, là sắc đó. Mặc dù lúc ấy mình không quan tâm đến nimitta, mình không chú tâm vào cái nimitta nữa, mà lúc đấy mình chuyển sang mình phân tích, chuyển sang mình quan sát những cái đặc tính của các cái pháp chân đế đó, sắc pháp, danh pháp mà đó, thì nó càng quán đến đâu nó càng sáng đi, thì cái tâm của mình nó càng sáng đi. Tức là dưới cái sự thực hành minh sát ấy, cái ánh sáng ấy, gọi là cái ánh sáng trí tuệ ấy, nó càng sáng lên một cách mạnh mẽ. Nó cũng chẳng kém gì cái lúc một người an trú ở trong tầng thiền cả. Khi mình an trú trong tầng thiền định thâm sâu thì nó rất là sáng. Còn khi mình chuyển sang thực hành những cái pháp thiền quán ấy, mình cái tuệ càng mạnh thì cái tâm nó cũng càng sáng lên, chứ không có lúc nào là nó không có ánh sáng cả.
cái lúc nó không có ánh sáng thì chẳng thấy gì nữa. Còn nếu như cái pháp thiền chỉ hay thiền quán đấy, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó sáng lên, nó rất là sáng, sáng rực rỡ và mạnh mẽ. Còn hay là khi mình thực hành những cái pháp thiền khác như là thiền tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật, thiền quán 32 thể trược, thì khi nó vào những cái trạng thái định, cận định, an chỉ định thì nó cũng sáng lên, sáng một cách tỏa sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Nên là người ta thực hành thiền từ, người ta mở rộng tâm từ đến 10 phương hướng, đến chúng sinh ở cái cõi thấp, cõi cao, và người ta thấy rõ những chúng sinh ấy nhờ cái tâm nó sáng lên như vậy. Thì nó cũng rất là sáng. Và khi người ta phân biệt danh sắc nhân duyên vậy, thì người ta quán đến đâu nó cũng, cái tâm nó cũng sáng lên như thế. Thì mặc dù người ta không chú tâm, tùy theo từng cái pháp thiền, có những cái pháp thì mình chú tâm vào tự tướng đó thì mình phát triển những cái mức định thâm sâu. Nhưng mà khi mà chuyển sang những cái pháp khác, mình không chú tâm trên cái tự tướng đó, mình mà mình chú tâm trên cái đối tượng mà mình đang cần phải quan sát, đang cần phải phân tích đó cơ, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn rất sáng lên như vậy. Chứ không thể chứ không có cái pháp thiền nào mà nó lại không có ánh sáng. Không có ánh sáng thì vị đó không có định, mà cũng không có tuệ, cũng không có thể quán được cái gì hết. Cho nên là để mà quán mà thành tựu được các pháp thì cái tâm nó sẽ rất sáng như thế. Nên là Đức Phật mới nói là có bốn loại ánh sáng ấy: sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngọn lửa và ánh sáng của trí tuệ ấy. Trong bốn loại ánh sáng thì ánh sáng trí tuệ thù thắng hơn, thù thắng vi diệu nhất là ánh sáng trí tuệ, bởi vì ánh sáng trí tuệ mới thấy được tất cả những cái pháp thâm sâu nhất mặt trời, mặt trăng không thể thấy được. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Kính bạch sư, dạ mong sư giải đã thắc mắc này giúp con ạ. Một vị sư có bao giờ giải tâm từ trước hoặc trong khi thọ thực không ạ? Có, nếu như những cái vị nào vị ấy đắc thiền tâm từ rồi, hay là vị ấy có một cái thói quen là thích an trú ở trong tâm từ, thì vị ấy đi đứng nằm ngồi vị ấy đều có thể thực hành được cái pháp thiền tâm từ ấy. Nhất là với những cái vị ấy khi đi khất thực, vị ấy có thể an trú ở trong cái thiền tâm từ ấy. Trước khi ăn, là trong khi khất thực có, thì vị đó thường xuyên an trú tâm từ. Vậy là những người đang cũng rằng các vật thực ấy làm đối tượng để đại tâm từ đến các cái thí chủ ấy, rồi khi đổi vị ấy xuất ra khỏi cái pháp thiền tâm từ ấy, thì những cái thí chủ mà cũng rằng cho một cái người vừa mới xuất ra khỏi thiền tâm từ ấy sẽ có những cái phước rất là lớn. Còn vị ấy, các cái vị tỳ kheo, vị nào thích thì vị ấy chú, còn vị nào không thích thì vị ấy chú trong thiền khác. Như là ngày xưa ngài Ca Chiên Diên khi đi khất thực, ngài luôn luôn chú trong thiền tâm từ, và sau đó ngài xuất ra, rồi trong lúc ngài chờ đợi người ta đi dâng thức ăn cho ngài, ngài chú thiền tâm từ. Khi nhận thức ăn thì ngài mở mắt ra, và người ta sẽ cúng dường cho một vị vừa xuất ra khỏi thiền tâm từ. Còn có những vị như ngài Xá Lợi Phất thì luôn luôn chú vào thiền diệt, trong khi mà chờ thí chủ dâng cái vật thực thì ngài chú vào thiền diệt thọ tưởng định, và sau đó ngài xuất ra, ngài sẽ thì cái người thí chủ sẽ được cúng dường cho một vị vừa mới xuất ra khỏi thiền diệt. Thì vị ấy muốn chú trên tầng thiền gì cũng được. Vậy thì trước khi ăn, là trong cái lúc đi khất thực đó, vị ấy có thể thực hành cái pháp đấy được. Nên ví những vị mà đã thành tựu được những pháp thiền rồi, vị ấy muốn chú trong pháp nào cũng được, muốn chú trong lúc nào cũng được, trước khi ăn và sau khi ăn đều có thể chú được hết. Khi vị ấy thiện xảo trên cái pháp thiền chứng của mình được, thì vị ấy bất cứ ở đâu, lúc nào, chỗ nào, vị ấy cũng sẽ chú được trên cái pháp thiền mà mình đã thành tựu được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngoài việc giải tâm từ thì một vị sư có thể giải tâm hỷ không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Muốn giải tâm gì cũng được mà, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu như vị ấy thành tựu rồi, vị ấy sẽ giải tâm từ một chút, sau đó vị ấy giải sang tâm bi một chút, vị ấy giải tâm hỷ một chút, giải tâm xả một chút. Nếu mà vị ấy thành tựu, còn trong bốn cái tâm từ bi hỷ xả đấy, đôi khi vị ấy thường xuyên an trú trên tâm nào nó thiện xảo, nó mau lẹ, thì vị ấy sẽ thích an trú ở tâm nào thì vị ấy an trú trên tâm đấy. Vị ấy có thể chọn một cái pháp như là thiền tâm hỷ, thì vị ấy luôn luôn ta nghĩ đến thành công người khác và hoan hỷ với mọi người, để vị ấy có cái tâm nó hoan hỷ, thích hoan hỷ thì vị ấy trú trên cái pháp thiền đấy.
Cũng khi mà nó đã thiện xảo rồi thì vị ấy có muốn rải tâm gì cũng được, tâm từ cũng được, tâm hỷ cũng được, tâm xả cũng được, tâm bi cũng được. Dạ con thưa sư, con xin có câu hỏi của hành giả Hoàng A Lợi, Lào Cai ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một hiện tượng xảy ra trên thân thể con, mỗi khi con hồi hướng phước cho chúng sinh, nó bao trùm khắp cơ thể con, cảm thọ đó thật khó diễn tả. Khi hồi hướng xong thì cảm thọ này cũng mất luôn. Kính mong sư giải thích giúp cho con được hiểu ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể là do cái tâm của mình hướng về các cái chúng sinh một cách nó mạnh quá, hoặc là có những cái mình hay hướng về các chúng sinh để mình chia phước nhiều, rồi đôi khi có những cái chúng sinh người ta luôn luôn đến người ta hoan hỷ về phước, có khi người ta có cái sự tác động vào trên cái thân vật lý của mình và mình cảm nhận được cái điều đó. Cái này thì rất rất nhiều người có cái điều đó, có cái sự cảm nhận được, có các kinh nhân, có các vị chư thiên. Nhất là cái lúc mình chỉ cần hướng tâm đến người ta, nhất là những lúc mình làm phước hồi hướng đến thì mình sẽ cảm nhận được có các vị phi nhân ở xung quanh mình và người ta tác động trên mình, và có thể mình thấy được cái sự hoan hỷ cái phước mình hồi hướng đó. Thì cái điều đó là chuyện rất bình thường, và đừng có quan tâm đến nó, đừng chú trọng đến nó. Nên giữ cái tâm thản nhiên, nên làm nơ cái hiện tượng đấy đi thì nó tốt hơn. Còn nếu như mình cứ quan tâm đến nó, càng ngày nó càng phát sinh nhiều hơn, mạnh hơn, thì đến lúc mình sẽ cảm thấy bị quấy rầy, quấy nhiễu, và mình sẽ muốn thoát ra lại rất là khó. Nên hãy thoát ra càng sớm càng tốt, đừng bận tâm, đừng để ý đến nó thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính nể lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con ra nước ngoài có múi giờ khác, con muốn giữ giới thứ 6 thì giờ ăn vẫn là 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa theo múi giờ đó đúng không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cái giờ mà nói là giờ ăn phi thời ấy, thì như thời ngày xưa thì không tính là 1, 2, 3 giờ, 10, 12 giờ gì cả, mà gọi là giờ đứng bóng. Giờ đứng bóng được gọi là cái giờ giữa trưa đó. Nếu như là mình đến một cái quốc độ đấy thì mình căn cứ vào cái giờ nào là giờ đứng bóng. Nếu như là bây giờ có những cái kỹ thuật mình tra ở trên mạng, là cái chú sư ở cái quốc độ, ở cái vùng miền đấy, cái giờ đứng bóng là mấy giờ, hoặc là mình ra giữa trời nắng ấy, ra ngoài sân ấy, mình đứng mình biết cái giờ nào là cái giờ mà mặt trời nên thẳng đứng với đầu mình ấy, và cái bóng của mình là đứng thẳng chứ không nghiêng ở bên nào ấy, thì đấy là cái giờ đứng bóng. Nhưng mà mình cái bóng nó đã chệch về một bên rồi thì đấy là cái giờ mà đã là chiều tà rồi, mà mình còn ăn thì nó mới phạm vào ăn phi thờ, chứ nó không phải là căn cứ vào 12 giờ trưa. Như là cái giờ đứng bóng mà ở Việt Nam mình nó cũng không phải nằm đúng 12 giờ trưa, mà thường thường nó có thể trước 12 giờ khoảng 20, 30 hoặc 40 phút, nó tùy theo từng nơi. Thì cái giờ đứng bóng ấy đấy mới là gọi là cái giờ chính ngọ, hay là gọi là cái giờ mà không ăn phi thời đấy. Từ rạng đông cho đến lúc đứng bóng đấy, là thọ thực trong cái giờ đấy là không phạm. Còn sau khi mà đã ngả bóng về bên đàng tây rồi, về bên phía đông rồi, tức là mặt trời đã chạy về phía tây rồi, thì lúc đấy là nếu như mình còn ăn thì sẽ phạm ăn phi thực, chứ không căn cứ vào 12 giờ mà căn cứ vào cái giờ đứng bóng đó. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Nhuận Hương ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Từ lúc sinh ra tới giờ là 35 năm, nhưng lúc nào con cũng bị túng thiếu tiền bạc. Khi con muốn làm gì luôn có các pháp dẫn đến lợi lần túng thiếu. Vì học Phật Pháp, con biết con đã phạm giới ăn cắp tiền của mẹ lúc nhỏ, và vô minh con đã phạm giới trộm cắp khác. Con đã sám hối và bố thí nhưng nghiệp của con quá nặng. Xin sư cho con hỏi con cần làm gì để vượt qua kiếp nạn khó khăn này ngoài sám hối, bố thí và niệm Phật ạ. Con xin tri ân sư ạ. Túng thiếu tiền bạc ấy, thực ra thì cái người nào mà có cái sự thiểu dục ấy thì người ta không sống bằng tiền, người ta sẽ không bao giờ thiếu tiền. Ví dụ như nếu như mình muốn hết cái đời sống túng thiếu đấy, mình đi xuất gia ở trong một cái môi trường mà không thọ nhận tiền và vàng bạc, tức là vị ấy hoàn toàn vô sản, không bao giờ nhận tiền, không bao giờ, thì cái vị đấy không bao giờ thiếu tiền, mà mỗi khi đụng đến tiền là cảm thấy ghê sợ, sợ phạm giới và kinh tởm.
thì nó sẽ sinh ra cái tâm hãi tiền chứ không còn cái tâm cầu mong tiền nữa. Thì tốt nhất cứ túng thiếu quá thì hãy hãy thực hành như vậy, đó là thực hành cái đời sống xuất gia và không và giữ cái giới là không thọ nhận tiền để cho nó không bao giờ còn thiếu tiền nữa. Còn nếu như là mình còn khao khát tiền đến lúc mình có 1 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ mình vẫn thiếu. Cho nên là có những vị đã làm đến vua chuyển luôn thánh vương, có 7 món báu là châu báu, voi báu, ngựa báu rồi, tức là có gia chủ báu, tức là cái ông gia chủ này ông có thiên nhãn, ông nhìn đâu cũng thấy vàng à, ông lên rừng thấy vàng, xuống biển thấy vàng, muốn vàng bao nhiêu ông cũng đục tay đầu ông cũng lấy được vàng ra, ở đâu cũng có, thì đấy nó gọi là gia chủ báu. Nhưng mà những cái ông vua chuyển luôn thánh vương không bao giờ thỏa mãn, sống đến suốt cuộc đời cũng không bao giờ thỏa mãn rằng về những cái tài sản của mình, và thậm chí còn muốn lên làm vua cõi trời cho nó thỏa mãn nữa cơ. Khi được làm vua cõi trời cao thấp rồi ông lại nhảy lên cõi trời cao hơn làm vua nữa cơ, nên là chứ không bao giờ thỏa mãn được cả. Nên là cái người thiếu tiền là vì mình còn tham tiền thôi, khi mà mình không tham tiền nữa thì mình sẽ không thiếu tiền nữa. Nên là đối với bây giờ thì mình hãy sống bằng cái đời sống xuất gia và giữ giới là không thọ nhận tiền bằng bạc. Ví dụ như các bậc thánh nhân chứng được đến quả Bất Lai và quả A La Hán là không bao giờ giữ tiền được. Một vị mà tu tập, kể cả một vị cư sĩ tại gia dù có giàu mấy thì giàu, nhưng nếu như mà vị ấy mà chỉ cần tu tập là giác ngộ đến đạo quả Bất Hoàn, quả Bất Lai A La Hán là vị đấy không bao giờ đụng đến tiền và vàng nữa. Nếu như vị ấy có làm nghề gì đó để nuôi sống gia đình thì vị ấy sẽ bán cái đổi cái vật dụng mà mình làm ra lấy thức ăn chứ không bao giờ đổi lấy tiền, chứ không bao giờ đụng đến tiền. Một vị A La Hán thì càng không bao giờ đụng đến tiền. Nhưng mà có trên đời có ai gọi những cái vị thánh nhân Bất Lai A La vì các bậc A La Hán là những cái vị nghèo khổ túng thiếu đâu, không bao giờ gọi như thế. Vậy thì cái người càng càng mong cầu thì mình sẽ càng thiếu, mình không mong cầu nữa thì nó sẽ hết thiếu. Còn mình thì nên cầu là đoạn trừ được cái tâm tham, tâm sân, tâm si thôi. Còn là cái việc mà về tài sản vật chất ấy, thì mình nó có thì dùng, không có thì thôi, quan trọng gì đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, con là Phật tử sơ cơ, học đạo còn nhiều điều khó hiểu. Con xin sư chỉ dạy cho con biết tại sao cùng là đạo Phật nhưng lại phân chia ra nhiều tông phái ạ. Từ thời Đức Phật tại thế đã phân ra như vậy ạ. Lúc Đức Phật còn tại thế thì không có phân phái, không có phân ra cái tông phái phái nào hết. Mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vì mỗi người chuyên môn về một cái pháp khác nhau cho nên là sinh ra cái phái khác nhau. Như là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì có những vị chuyên về đọc tụng kinh, có những vị chuyên về hành thiền, có những vị chuyên về giới luật. Ví dụ như các vị đại đệ tử của Đức Phật mỗi vị có một cái chuyên môn khác nhau. Như vậy đấy cũng là một cái dấu hiệu có thể là phân phái, nhưng mà sau này nó phân phái nó lại còn nhiều cái nguyên nhân đó khác nữa. Cái sự phân phái rõ ràng rõ rệt nhất đó là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200-300 năm sau ấy, thì lúc đấy có những vị gọi là tỳ kheo muốn đổi mới đạo Phật, tức là muốn bỏ đi những cái giới luật nhỏ nhặt và muốn tức là thực hành những cái pháp như là được giữ tiền hay là được làm những cái việc theo ý mình, chủ trương là đi truyền bá Phật pháp và ít chú trọng về việc tu giới định tuệ mà chỉ chú trọng về cái việc đi truyền bá Phật pháp cạnh tranh với các tôn giáo khác thôi. Rồi sau đó mới sinh ra gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Đại chúng bộ là những vị tân tỳ kheo muốn cách tân, muốn đổi mới đạo Phật để lan tỏa đạo Phật, phát triển đạo Phật. Còn các vị thượng tọa bộ là những người muốn duy trì giữ gìn lại đúng cái giáo pháp chân truyền của Đức Phật, không được thêm vào những gì Đức Phật không nói, không được bớt đi những gì Đức Phật đã nói. Nhưng chính vì vậy cho nên là hình thành hai cái hệ phái đầu tiên như vậy, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì thực phái thượng tọa bộ sau đó truyền về phương Nam của Ấn Độ gọi là Phật giáo Nam truyền và cũng là Phật giáo nguyên thủy thời này. Còn đại chúng bộ về sau truyền về phương Bắc gọi là Phật giáo Bắc truyền,
và đó chính là Phật giáo Đại Thừa phát triển. Và đó là những vị luôn luôn phát triển đạo Phật, đổi mới đạo Phật, thuyết ra những kinh điển mới, những tư tưởng mới, những pháp môn mới, hòa nhập, dung nhập với thời thế, với thời đại, sống với tinh thần nhập thế, với cái tư tưởng là tích lũy các ba la mật, với cái tư tưởng là hành Bồ Tát đạo. Đấy là vậy. Rồi từ cái bên đại chúng bộ Phật giáo phát triển đấy, lại phát triển ra thành vô số những tông phái khác nữa, là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, vô số tông. Rồi nó cứ theo thời thế, theo thời đại, theo vùng miền, theo cái sở trường của một cái vị thầy nổi tiếng nào đấy, để tự lập nên cái tông phái của mình. Thì vậy là thành tông phái mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, con nên nhìn nhận sự phân chia tông phái như thế nào dưới góc nhìn trung đạo cho đúng ạ, cho đúng pháp ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Nếu một cái người muốn nghiên cứu tổng quan về đạo Phật thì mới quan tâm đến cái việc là tông phái. Nên để mà mình nghiên cứu mà hiểu được hết về các tông phái này nó mất rất nhiều thời gian. Và với một cái người học giả thì người ta muốn tìm hiểu tổng thể chung chung về đạo Phật thì người ta cũng chỉ cần tìm hiểu, đọc về những cái tư tưởng, cái lịch sử hình thành và phát triển của đạo Phật thì người ta sẽ hiểu được hết các cái tông phái, hệ phái được phân chia từ cái thời nào, nguyên nhân nào, phân chia ra làm sao, truyền bá ra làm sao, được bao nhiêu đời, cái sự biến hình, biến tướng như thế nào, cái sự lan truyền như thế nào. Thì đấy là nghiên cứu trên cái phương diện của một học giả, của một cái người thích nghiên cứu. Thì sẽ có những cái mình hãy tìm hiểu những cái bộ sách đó, thì mình sẽ hiểu được hết thôi, đọc hết những cái bộ sách đấy thôi, lịch sử, tư tưởng phát triển của đạo Phật là sẽ ra hết thôi. Mà còn mình muốn tìm hiểu từng tông phái một chi tiết thì mình sẽ đọc những cái sách liên quan đến những cái tông phái đấy thôi. Còn nếu như một cái người chú trọng thực hành pháp thì họ chỉ cần tìm hiểu rằng là những cái pháp gì nó phù hợp trong thời Đức Phật dạy, thời Đức Phật có dạy cái pháp gì, và cái pháp gì đi đến sự giải thoát giác ngộ, thời sau này người ta phát triển ra cái pháp gì, người ta phát sinh, phát minh hay là sáng tạo, sáng tác ra những cái pháp gì, và liệu cái pháp này nó còn giống với cái pháp của Đức Phật giảng dạy không, nó có sự tương đồng gì, nó có sự mâu thuẫn gì không. Thì nên có cái sự tìm hiểu và so sánh như vậy để mình biết rằng cái pháp nào mình nên thực hành và cái pháp nào không nên thực hành, cái pháp nào chân chánh, cái pháp nào là tà. Thì mình nên tìm hiểu để biết như vậy thì tốt. Thì mình nhận chân ra được, chân thật thì biết chân thật, không chân thì biết không chân. Chứ mình cũng không nên gọi là lấy giả mà làm chân, lấy chân làm giả. Thì nên tìm hiểu để so sánh để biết được cái pháp nào đúng với Phật pháp, cái pháp nào không đúng với cái pháp của Phật thôi. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả An Lạc ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, khi thiền niệm sát chết thì mình dùng phần đỉnh đầu để tưởng tượng hay dùng phần trán để tưởng tượng ạ? Con tưởng tượng ra sát chết ở phía trán thì con có cảm giác tê tê ở trán, con không biết như thế có đúng không ạ? Con mong sư giải đáp giúp con ạ. Như vậy cũng không đúng, nhờ mình dùng đầu cũng không đúng, dùng trán cũng không đúng, mà dùng cái ý thức để tưởng tượng thì mình hãy tưởng nhớ lại một cái xác mà mình đã từng thấy. Thì cái xác đó mình cảm giác như nó ở trước mặt mình, nó cách mình khoảng 1-2 mét gì đó, giống như một cái xác chết đang nằm ở trước mặt ấy. Hoặc là mình hướng tâm về cái thời điểm mà mình thấy cái xác chết ấy, dù nó cách xa hơn vẫn được, không sao hết. Chứ mình không nên để cái tâm nó sát ở trán, không nên để nó ở trên đầu. Mà cái ý thức của mình nó không sinh ra từ đầu, nó không sinh ra từ trán, mà cái ý thức của mình nó hướng đến đâu cũng được hết, nó mở rộng bao nhiêu cũng được, mà nó thu nhỏ lại bao nhiêu cũng được, để ở gần cũng được, ở xa cũng được, trong được, ngoài cũng được. Vậy thì đừng quan trọng là cái ý thức của mình nó phát sinh ở đâu, mà lúc đấy niệm xác chết thì mình hãy cứ nhắm mắt lại và hình dung ra cái xác chết, hay là tưởng nhớ lại cái xác chết mình đã từng thấy giống như ở trước mặt,
mình cách mình một hai, một mét 2 mét gì đó, rồi niệm giác chết bất tịnh, rồi hãy quan sát đến những khía cạnh bất tịnh của cái xác chết đó, xác chết bình chương hay xác chết bẩm sanh hay cái pháp chết dòi bọ thối rữa đó, mình hãy để ý đến những khía cạnh đấy, đừng quan tâm đến cái tâm của mình nó sinh ra từ đâu. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con thấy tâm con có sân và si mạnh, thì con hành thiền tâm từ, sau đó thiền hơi thở được chứ ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đúng rồi, nếu như trong khi trước khi mình thực hành thiền hơi thở, mình cũng nên gột rửa tâm khỏi những triền cái. Mà nếu như một cái người mà có tham ái tham dục nó mạnh, thì trước khi ngồi thiền hơi thở đấy phải hành thiền niệm sát chết để chế ngự, làm cho những cái tâm tham ái đấy nó diệt trừ đi, rồi sau đó mình chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra. Hoặc là người có nhiều cái sân hận, những cái tâm bất thiện nhiều, thì trước khi ngồi thiền đấy mình hãy rải tâm từ 20-30 phút để gột rửa những cái tâm sân hận, cái triền cái về sân hận đấy đi. Thì đó là hai cái triền cái đấy, thì dùng hai cái pháp đó để mình chú về hơi thở. Còn nếu như mình không nặng về những cái triền cái ấy, thì mình hãy đi thẳng vào hành thiền hơi thở để mình mau chóng đạt được cái định cao nhất. Rồi sau khi đạt định rồi, mình sẽ chuyển sang hành những cái pháp thiền bảo hộ đó, rồi sau đó hành thiền thiền tuệ, thiền quán. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ở con người, vật chất có sự biến đổi rất lớn giữa các khoảng thời gian. Ví dụ như thời Đức Phật và thời nay khác nhau rất nhiều. Thời nay có mạng internet, máy bay, tòa nhà chọc trời, ít rừng cây. Còn thời Đức Phật thì khác. Vậy ở cõi chư thiên, vật chất qua thời gian dài có biến đổi không ạ? Ví dụ, chư thiên có mạng internet hay đồ điện tử hiện đại không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ra thì những cái mà mình coi là những cái văn minh, những cái cao cấp, những cái tiến bộ ở cái cõi người này thì không bao giờ sánh được bằng cõi chư thiên, dù là những cái nó rất là thấp kém ở cõi chư thiên cũng cũng vẫn thủ thắng hơn ở những cõi người rất nhiều. Nhưng ở cõi người này mình có toilet hay là có ở cái nhà chọc trời, có máy bay, nhưng nó cũng chỉ bằng những cái vật chất, bằng đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà cái toilet ở cõi chư thiên thì bằng vàng ngọc châu báu, các cái tòa nhà cõi chư thiên đều bằng châu báu, bằng ngọc sa nê, bằng những cái chất liệu mà ở cõi người này mình không bao giờ có thể có sung mãn như như ở đấy được. Mà thực ra thì ở những cõi người này mình tạo ra được những cái vật chất đấy nó rất là vất vả, còn ở cõi chư thiên thì tự hóa hiện. Nếu như mà một cái người tạo một cái phước khi mình còn ở thế gian này, nếu như cái phước ấy nó đã nó là cái một cái định nghiệp rồi, nó sẽ trổ quả ở tương lai, thì cái lâu đài bằng những cái vàng ngọc châu báu ấy nó tự động nó phát sinh, nó biến hiện ở cái cõi thiên giới đó. Vậy thì cái vị chư thiên đôi khi người ta xây một cái ngôi nhà bằng thần thông của họ, họ dùng thần thông họ biến hiện ra, nhưng đôi khi người ta có những cái cảnh trí ở cõi chư thiên đấy bằng chính cái phước lực của họ, bằng cái phước của họ nó tự động nó phát sinh ra, nó biến hiện ra. Và khi vị ấy chết đi cũng có thể là những cái tài sản đấy nó tự nó biến mất đi. Vậy cái thân người ở cõi chư thiên nó khác với thân người ở cõi người này, và cái thân người có và những cái cảnh vật ở cõi chư thiên nó cũng khác với cảnh vật cõi người, mà để có người do xây dựng, do gây dựng nên mà nó tồn tại thời gian là nó hoại đi. Còn cảnh vật để có chư thiên là do nó biến hiện ra, các cái thân người có chư thiên do biến hiện ra, chứ không phải là do cha mẹ sinh, tự động hóa sinh ra. Và các cảnh vật cũng phát sinh bằng sự hóa hiện, bằng sự hóa sinh. Thân người, thân chư thiên sinh ra bằng hóa sinh, và các cảnh vật ấy cũng sinh ra bằng sự hóa sinh. Và khi mất cũng đột nhiên mất đi, thân người cũng đột nhiên mất đi, không để lại cái xác chết. Và những cái cảnh vật đấy đến một cái chúng sinh đấy hết phước hưởng rồi, nó cũng tự động nó biến mất đi, không để lại cái đống tro tàn gì cả. Vậy thì hai cõi nó có cái sự khác nhau, nhưng mà cái sự văn minh thù thắng vô cùng tận ở cõi người thì cũng chưa bao giờ bằng được những cái phế thải ở cõi chư thiên được, thì không thể nào so sánh cái hạnh phúc ở cõi người với hạnh phúc thiên giới được.
vô tận muôn ngàn năm sau cũng không bao giờ bằng được. Còn mình cứ nghĩ rằng thời nay thù thắng hơn thời Đức Phật. Nhưng thực tế rằng đấy là mình chỉ hiểu và bằng những cái gì được ghi chép lại trên sách vở, trên những cái sự truyền đạt lại thôi. Chứ thực ra thời Đức Phật có những cái văn minh mà thời nay mình không biết được. Có những người có đại phước, những cái người có những cái phước lớn, có những cái tài sản, người ta còn lớn gấp trăm ngàn lần những cái tỷ phú nhất thế giới thời nay, cũng không bằng những cái vị tỷ phú triệu phú thời Đức Phật được. Những cái vị tỷ phú triệu phú thời Đức Phật còn có những cái tài sản lớn hơn rất rất nhiều lần những cái tỷ phú lớn nhất thế giới thời bây giờ. Vì trải qua cái thời gian dài mình không còn hiểu hết được, mình cứ nghĩ đến thời xưa là mình cứ nghĩ là người ta lạc hậu thì coi thường, nhưng mà thực tế ra thì nó cũng từng tùy từng nơi, có nơi này lạc hậu, nơi kia chưa chắc đã lạc hậu, mà nó tùy cái phước của chúng sinh, từ tùy theo từng thời, từng thời. Thời này có những người có phước, có những cái người không có phước, thời nào vậy, có những người có phước lớn phước nhỏ nó khác nhau, nên nó tạo thành cái đời sống vật chất nó có cái sự khác nhau. Dạ, con cư sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã hết ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawakazam mahamhutu idame bunyam nibbanasa pachajo hotu mama punya bagam sabbasathanam pachemi te sabbe medamam punya bagam napandu sadu sadu sadu.